Xin chào anh em, chào mừng em quay lại với kênh C24h của em ạ. Lần đầu tiên em chúc anh em ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Vì sau này em sẽ giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Honda CRV bản L, nó bản cao cấp nhất của dòng xe Honda CRV đấy ạ. Chiếc xe Honda CRV đang cạnh tranh trực tiếp như là chiếc xe Hyundai Santa Fe, chiếc xe Mazda CX-8 hoặc là chiếc xe Kia Sorento, cũng như rất nhiều hãng xe trên thị trường Việt Nam. Vậy thì video này em sẽ giới thiệu cho em về phần giá xe, tổng ăn bánh, chương trình khuyến mại và những tính năng option của chiếc xe Honda CRV bản L này có những gì, thì phép giới thiệu cho anh em một cách chi tiết cụ thể để cho anh em sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Còn anh em muốn được review xe, cập nhật giá xe bất kỳ dòng xe nào trên thị trường Việt Nam thì anh em hãy comment phía dưới chúng nhá, để em sẽ lên cho anh em một cách chi tiết cụ thể ạ. Còn em mà chưa đăng ký kênh của em thì em đăng ký kênh của em, bởi vì kênh xe 24h của em sẽ chuyên về giá xe, tổng ăn bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok, xin phép được đi vào vấn đề chính luôn ạ. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về phần giá xe. Với giá niêm yết của nó đang là 1 tỷ 118 triệu ạ. Hiện tại đại lý chúng em thì đang bán cho giá đang là 1 tỷ 08 triệu ạ. Tức là giảm giá cho anh em là 110 triệu tiền mặt. Ngoài ra sẽ tặng cho anh em thêm là 50 triệu phụ kiện nữa anh em nhá. Còn anh em muốn được giá tốt hơn hay là khuyến mại như nào, tặng phụ kiện ra sao, chi tiết làm bánh như nào thì gọi điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em, chắc chắn với em giá sẽ là tốt nhất thị trường nhau nhá. Vậy thì chiếc xe Honda CRV bản L này lăn bánh nội ra đang là 1 tỷ 165 triệu, trả góp thì đang là 370 triệu ạ. Còn là tỉnh ra là 1 tỷ 125 triệu, trả góp thì đang là 330 triệu. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 143 triệu, trả góp thì đang là 348 triệu ạ. Đó chính là phần giá xe và tổng lăn bánh ạ. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về những tính năng option của chiếc xe Honda CRV bản L, năm sản xuất 2021 ạ. Đầu tiên em giới thiệu cho anh em về kích thước tổng thể. Kích thước tổng thể chiếc xe này dài đang là 4m623, rộng là 1m885 nhá, còn cao là 1m679 ạ. Đó. Chiều dài cơ sở nó đang là rất là dài, đang là dài đang là 2m660 nhá. Tiếp theo giới thiệu cho anh em về phần mặt lưới ca lăng. Mặt lưới ca lăng của chiếc xe Honda CRV bản L, nó bản cao cấp nhất của dòng xe Honda CRV này, thì mặt lưới ca lăng của nó vẫn sử dụng ngôn ngữ của dòng xe Honda, đó chính là thể hiện sự mạnh mẽ, thể thao và nhìn rất là khỏe khoắn và sang trọng ạ. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần cụm đèn phía trước này. Cụm đèn phía trước của nó sẽ là đèn full LED nhé, cả đèn full LED, cả đèn cốt, đèn pha đấy ạ. Tích hợp trên đấy sẽ là có đèn đèn LED ban ngày, nhìn giúp cho chiếc xe đi bên ngày mình sẽ cảm nó sẽ sang trọng hơn rất nhiều ạ. Còn đây giới thiệu cho anh em phần đèn gầm này. Phần gầm xe của chiếc xe Honda CRV bản này thì đây là một điểm cộng rất là lớn về phần gầm xe. Về cản trước của nó thì nó rất là khỏe khoắn, sang trọng ạ. Đèn của nó sẽ là đèn LED anh em nhé, đèn LED đấy ạ. Có thanh nẹp chrome chạy từ phần bên trái sang bên phải như này, giúp cho chiếc xe cảm giác cho nó rất là mạnh mẽ và rất là rộng xe đấy ạ. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần sườn xe này. Phần sườn xe của chiếc xe Honda CRV bản L này thì phần sườn xe của nó dập nổi rất là nhiều, giúp cho chiếc xe nó rất là cứng cáp hơn, chắc chắn hơn và thể thao hơn rất là nhiều anh em nhé. Hôm nay giới thiệu cho anh em về phần bánh xe này. Bánh xe của chiếc xe này sẽ là vành đúc hợp kim nhôm màu bạc xám ạ. Vành của nó sẽ là vành 18 inch em nhé. Phanh đĩa cho cả 4 bánh đấy ạ. Các tính năng an toàn đi theo gồm có phanh ABS này, phân bố được phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA và rất nhiều tính năng an toàn. Thì em sẽ phép cuối video em lại giới thiệu cho anh em nhé. Đây, giới thiệu cho anh em về phần gương này. Gương của nó sẽ là gương gương chiếu hậu của nó sẽ là cùng màu thân xe. Tích hợp trên đấy sẽ là có xi nhan trên gương, đó sẽ là bằng đèn LED đấy ạ. Còn đây giới thiệu cho anh em về tay nắm cửa này. Tay nắm cửa của nó sẽ là tay nắm cửa cùng màu thân xe nhá. Chỉ cùng màu thân xe thôi. Theo em nó thì mạ chrome thì chiếc xe nó sẽ sang trọng hơn rất là nhiều ạ. Đó. Đây, tay nắm cửa cùng màu thân xe cho cả 4 cánh cửa nhá. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần trần xe này. Trần xe của chiếc xe Honda CRV nó sẽ là sử dụng cửa sổ trời toàn cảnh panorama nhé, toàn cảnh panorama mà đấy ạ. Còn trần xe của nó sẽ thêm được đó chính là có anten vây cá. Và trần xe chiếc xe rất là tiếc bản này thì đã không có là giá lóc hai thanh, thêm một giá lóc hai thanh nữa thì giúp cho chiếc xe nó sẽ khỏe khoắn hơn rất là nhiều, nhưng rất tiếc bản này đã không có anh em nhé. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần đuôi xe này. Phần đuôi xe của chiếc xe Honda CRV bản L này thì phần đuôi xe của nó cũng được tạo ra điểm nhấn rất là nhiều, đó từ phần cụm đèn này cho đến sự dập lổi về những cái về phần đuôi xe, giúp cho phần đuôi xe của chiếc xe Honda CRV nó được khỏe khoắn hơn, sang trọng hơn và thể thao hơn rất là nhiều nhá. Đó. Đây giới thiệu cho em về cụm đèn này. Cụm đèn của chiếc xe này sẽ là đèn LED anh em nhá, cụm đèn full LED đấy ạ. Đây, chạy từ phần sườn xe đến phần đuôi xe, giúp cho chiếc xe nhìn trông rất là mạnh mẽ và thể thao ạ.
Ok, tiếp theo em sẽ giới thiệu cho anh em phần tính năng an toàn. Tính năng an toàn phần đuôi xe có như sau. Ở trên nó có cảm biến slow step, có cảm biến lùi 1 mắt, 2 mắt, 3 và 4, 4 mắt anh em nhé. Và sẽ nó có thêm nữa, đó chính là có cam lùi này. Cam lùi đấy ạ. Cốp vào này sẽ là cốp điện anh em nhé. Cốp điện đấy ạ. Đây, cốp điện này. Cốp của hàng ghế thứ 3. Cốp đó thì khá là nhỏ thôi, chắc để được khoảng 1-2 vali thôi anh em nhé. Nó không phải là quá lớn nữa ạ. Đó. Hàng ghế thứ 3 và hàng ghế thứ 2. Hàng ghế thứ 3 thì anh em thường gặp được là 50-50. Hàng thứ 3, hàng ghế thứ 2 anh em thường gặp được 60-40 anh em nhé. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về mức tiêu hao nhiên liệu ạ. Đây giới thiệu cho anh em về mức tiêu hao nhiên liệu này. Ở trong đô thị thì đang là 8.9 này, ngoài đô thị đang là 5.7 và kết hợp trung bình chỉ có 6.9 thôi nhá. Chỉ có 6.9 thôi. Rất là tiết kiệm như này. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về nội thất này. Nội thất của chiếc xe Honda CR-V bản L, nó bản cao cấp nhất của dòng xe Honda CR-V. Nội thất của nó sẽ là nội thất không gian nội thất chủ đạo sẽ là màu đen, và điểm nhấn thêm được có chính là các cái vân gỗ nhá, giúp cho bên không gian bên trong nội thất bên trong nó sẽ sang trọng hơn rất là nhiều anh em ạ. Có phần ghế này, giới thiệu cho anh ghế này. Ghế của nó sẽ là ghế được bọc da sờ rất mềm mại nhá, và ngồi chắc chắn sẽ rất là ôm ghế đấy ạ. Ghế được chỉnh điện 10 hướng này. Chỉnh điện 10 hướng nhá. Còn đây, giới thiệu cho anh em về phần vô lăng này. Vô lăng của lái xe này sẽ là vô lăng 3 chấu ạ, được bọc da sờ rất mềm mại ạ. Tích hợp trên vô lăng đó chính là có đàm thoại dành tay này, điều chỉnh âm lượng này, và có cruise control, đó chính là ga tự động ạ. Về màn này sẽ là túi khí, sẽ là có 6 túi khí anh em nhá. Sẽ có 6 túi khí đấy ạ. Còn đây giới thiệu cho anh em về bên cánh cửa này. Cánh cửa của nó sẽ là màu đen, và cái điểm nhấn đó chính là phần vân gỗ này. Vân gỗ này, cảm giác chiếc xe nhìn rất sang trọng ạ. Đây, giới thiệu cho anh em chi tiết về bên trong hơn. Đó chính là có đóng cửa này, xin lỗi, đây là cục gương nhá. Cục gương này, điều chỉnh 4 mặt gương này, khóa cửa này, chốt kính này, lên xuống kính cho 4 cánh cửa nhá. Riêng ghế lái sẽ là có auto, auto tức là tự động lên xuống và chống kẹt đấy ạ. Đó. Ok, giờ đến sâu bên trong giới thiệu cho em ạ. Đây giới thiệu cho anh em đầu tiên đó chính là chìa khóa thông minh một chạm smart key phiên xung quanh bằng chrome, nhìn rất là xịn sò anh em nhá. Giờ em sẽ bật on cho anh xem đây ạ. Đây giới thiệu cho anh em nhá. Đây là bảng đồng hồ tablo của chiếc xe Honda CR-V bản L, bản cao cấp nhất của dòng xe Honda CR-V đấy ạ. Về bản đồ tablo của nó thì em đánh giá nhìn nó rất là sang trọng, thể thao và nhìn rất là mạnh mẽ anh em nhá. Đây chính là phần nhiệt độ nước là mát này, công tơ mét này, đây là mức nhiên liệu nha anh em nhá. Còn các màu đỏ, màu vàng đó chính là đèn cảnh báo ạ. Đây là bảng đồng hồ bằng điện tử phần dưới giữa này, thì để cho anh em có thể cài đặt cho anh em về cái thông tin về chiếc xe của mình rất là dễ quan sát đấy ạ. Tiếp theo giới thiệu cho anh em về phần cần điều chỉnh ánh sáng này. Nó có chế độ auto. Auto là gì ạ? Là tự động bật sáng khi mà trời tối hầm tối nhá. Thì theo em, anh em luôn luôn để chế độ auto như vậy thì tuyệt vời hơn rất là nhiều ạ. Còn đây giới thiệu cho anh em về cần gạt mưa này. Cần gạt mưa thì bản này thì nó có chế độ auto anh nhá. Nó auto hơi khuất góc này. Auto là gì ạ? Là tự động gạt mưa khi mà trời có mưa nhá. Theo em thì anh em luôn luôn để chế độ auto, nó sẽ thuận tiện và an toàn hơn rất nhiều nhá. Còn đây giới thiệu cho anh em về màn hình này. Màn hình của chiếc xe này sẽ là màn hình cảm ứng 6,5 inch em nhá. Nó cũng không phải quá to đâu ạ. Đó. Màn hình đấy ạ. Ngoài ra thì phần phía dưới này đó chính là giới thiệu cho em hệ thống điều hòa. Điều hòa của nó sẽ là hệ thống điều hòa hai vùng độc lập nhau anh em nhá. Hai vùng độc lập đấy ạ. Điều hòa hai vùng độc lập rất là tuyệt vời đúng không ạ? Còn đây giới thiệu cho em về phần hộp số này. Bản này đang sử dụng hộp số nó là hộp số mấy cấp anh em ạ? Hộp số tự động vô cấp anh em nhé, không phải là hộp số có cấp đâu ạ. Giúp cho chiếc xe di chuyển trên đường êm ái hơn, mượt mà hơn và sẽ không bị giật cục như là các xe động cơ có cấp anh em nhé. Bởi vì nó là sử dụng vô cấp anh em ạ. Ngoài ra thì nó có đây là phanh tay điện tử anh em này, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Còn đây giới thiệu cho anh em phần phía dưới này, nó sẽ là có sạc thông minh IQ anh em nhé. Và đây là các cái cổng USB này, cổng USB này. Đấy, chỗ này thì anh em để nước này. Còn đây hộp tựa tay trung tâm này. Tựa tay trung tâm của bàn này thì rất là to bản anh em nhá, được bọc da sờ rất mềm mại ạ. À, đây. Đây cho anh em này. Để đồ đây, để đồ rất thoải mái luôn anh em nhá. Ở đây giới thiệu cho anh em về phần bên trần xe này. Đầu tiên đó chính là phần gương chiếu hậu bên trong xe này. Gương chiếu hậu trong xe nó sẽ có chế độ đó chính là chống chói tự động này. Còn đây là đèn trần này. Đây, giới thiệu cho anh em đèn trần nha. Đèn trần của nó sẽ là có các cái nút cơ bản đây, mình bấm đây trực tiếp nhá, bấm này nó sẽ đèn sáng đây này, hoặc là bấm đây mở cửa từ sáng này, luôn luôn sáng như này nhá. Em đánh giá phần đèn trần thì nhìn khá là đẹp. Còn đây giới thiệu cho em về có cái nữa, đó chính là thêm trần xe nó sẽ cửa sổ trời toàn cảnh panorama anh em ạ. À, rất là rộng anh em nhá. Ok, giờ đã sang phần hàng ghế thứ hai giới thiệu cho em ạ. Đây em giới thiệu cho anh em về hàng ghế thứ hai. Hàng ghế thứ hai nó sẽ giống hàng ghế đầu tiên. Hàng ghế thứ hai nó được màu sẽ là màu đen, bọc da sờ rất mềm mại anh em nhá. Hàng ghế thứ hai nó thể gặp được 60-40, gặp được 60-40 và ở giữa nó sẽ là bộ là cái hộp tựa tay trung tâm để cho em sẽ tựa tay rất là thoải mái ạ. Ok, em sâu vào bên trong giới thiệu cho em ạ.
Đầu tiên em sẽ kiểm tra cho em về độ rộng rãi trước nhá. Em cao 1m80 này. À, để chân thì rất thoải mái luôn. Thừa đúng một găng tay thôi anh em nhá. À, anh em nào mà cao to thì anh em không phải lăn tăn đâu, vì nó rất là rộng đấy ạ. Ở đây giới thiệu cho anh em về phần nữa, đó chính là thêm cửa gió cho hàng ghế thứ hai này. À, phía dưới này, đó chính là cổng sạc điện thoại anh em nhá. Cổng sạc điện thoại này, cổng ấy, cổng sạc điện thoại này. Rất tiện lợi anh em ạ. Đây giờ giới thiệu cho anh em về tổng quan về hàng ghế đầu tiên này. Tổng quan cho em về hàng ghế đầu tiên của chiếc xe Honda CR-V thì sự thiết kế của nó em đánh giá đây là một điểm cộng rất là lớn. Về sự thiết kế của nó thì rất hài hòa, hợp lý và nhìn rất là sang trọng anh em ạ. Đó, anh em thấy nào ạ? Rất là đẹp anh em nhá. Ok, giờ sang phần động cơ, giới thiệu cho em về động cơ ạ. Em giới thiệu cho anh em về động cơ này. Động cơ của chiếc xe này thì nó sử dụng động cơ 1.5 anh em nhá. Động cơ 1.5 đấy ạ. À, nó đang là cơ công suất cực đại, nó đang là 188 mã lực trên cho 5.600 vòng trên phút ạ. Còn moment xoắn cực đại nó đang là 240 Newton mét trên cho 5.000 vòng trên phút đấy ạ. Còn dung tích bình nhiên liệu đang là 57 lít nhá. Đó, đây là chi tiết cho anh em về bên trong này. Đấy, màu xanh này, đó chính là nước rửa kính này, đây là nước làm mát này. Động cơ nó sử dụng động cơ 4 xi lanh thẳng hàng nhá. Cái cổ hút thì để lên rất là cao rồi ạ. Còn ắc quy nó dùng ắc quy khô nhá. Còn cái màu vàng này đó chính là dầu phanh đấy ạ. Ok, giờ lên sang bên tổng thể, giới thiệu cho em về tổng thể cũng như là những tính năng an toàn ạ. Đây em giới thiệu cho em về tổng thể nhá. Về kích thước tổng thể như đầu video thì em đã giới thiệu cho em rồi. Tiếp theo là những tính năng an toàn. Tính năng an toàn của chiếc xe này thì nó có rất nhiều tính năng an toàn cho anh em. Về gồm có hệ thống an toàn tiên tiến của Honda nhé. Đó chính là hệ thống giảm thiểu va chạm này, đèn pha thích ứng này, kiểm soát hành trình này, giảm thiểu lệch làn đường này, hỗ trợ là giữ làn đường này, và camera cam soát làn đường này, hệ thống phanh ABS này, phân bố được phanh điện tử EBD này, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA và hệ thống kiểm soát lực kéo nhé, hỗ trợ khởi hành ngang dốc này, đèn báo phanh khẩn cấp nhé, camera lùi, cảm biến lùi. Đó. Về túi khí thì bàn này sẽ là có 6 túi khí cho anh em ạ. Đó. Về màu sắc xe thì chiếc xe này sẽ có rất nhiều màu cho anh em lựa chọn, gồm có màu trắng như mình đang xem nhá, màu bạc, màu titan, màu đỏ, màu xanh và màu đen ạ. Đó. Tổng sẽ là có 6 màu cho anh em lựa chọn nhá. Ok, vậy thì video này em đã giới thiệu cho anh em về phần giá xe này, tổng trên bánh này và những tính năng option của chiếc xe Honda CR-V bản L, bản cao cấp nhất của dòng xe Honda CR-V, rất là chi tiết cụ thể rồi. Vậy thì video này em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Anh em có thấy hay thì bấm like và đăng ký kênh của em nhé. Để em sẽ giới thiệu cho em toàn bộ dòng xe của Honda cũng như các hãng xe khác nhau ạ. Như là Hyundai, Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan, Ford hay rất nhiều hãng xe trên thị trường Việt Nam để cho em sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Ok, em xin phép em sẽ dừng video ở đây ạ. Chúc em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video này của em ạ.